Chào mừng tất cả các em đã quay lại với tiết học ngày hôm nay, chương trình lịch sử lớp 6, chủ đề Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập. Ở tiết học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần cuối cùng của chủ đề Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập. Tiết 3, Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, đầu thế kỷ 18. Các em hãy lật ra sách giáo khoa cho cô ở bài 23 trang 64. Trước khi tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan thì cô và các em cùng tìm hiểu một vài nét về tiểu sử của Mai Thúc Loan. Vậy thì kết hợp với sách giáo khoa cũng như là sự hiểu biết của các em hãy nêu cho cô một vài nét về tiểu sử của Mai Thúc Loan. Đây là chân dung của Mai Thúc Loan hay còn gọi là Mai Hắc Đế. Thì Mai Thúc Loan là người làng Mai Phụ, còn có tên là Kẻ Mỏm, một làng chuyên làm muối ở cửa biển Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Dân cư ở đây phần lớn mang họ Mai, sau mẹ ông đưa ông sang sống ở Ngọc Trừng thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày nay. Ngay từ nhỏ thì Mai Thúc Loan đã phải kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu. Ông được xem là một người rất là khôi ngô và tuấn tú. Thì đó là cô giới thiệu cho các em vài nét về tiểu sử của Mai Thúc Loan. Vậy thì nguyên nhân do đâu dẫn tới cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan? Thì các em hãy tìm hiểu và cho cô biết nguyên nhân nào dẫn tới cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Có thể nói nguyên nhân dẫn đến bùng nổ nên cuộc khởi nghĩa đó là khoảng vào giữa nửa cuối thế kỷ 7, dưới sự cai trị hà khắc và tham lam của viên An Nam đô hộ Lưu Diên Hựu, nhân dân nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa, điển hình là cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên và Đinh Kiến vào năm 687. Đến đầu thế kỷ thứ 8, bọn quan lại đô hộ của nhà Đường lúc này ra sức hoành hành cướp ruộng đất, hoạch sát nhân dân ta, ách lao dịch nặng nề, bắt cống nạp, phiền nhiễu nhân dân hàng năm, còn phải vận chuyển nhiều thức ngon vật lạ, nhất là nhãn, vải tươi nộp cho nhà Đường. Nhân dân ta rất căm phẫn, đó là lý do dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Tiếp theo thì cô và Kem sẽ tìm hiểu về diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Kem hãy quan sát vào hình 49 lược đồ khởi nghĩa Mai Thúc Loan cho cô ở trang 64. Đầu tiên thì cô sẽ giới thiệu sơ cho các em về cái chú thích của cái lược đồ này. Kem nhìn vào góc bên phải của lược đồ. Căn cứ của nghĩa quân Mai Thúc Loan là ở cái phần mà cô có đánh dấu màu tròn đỏ ở phía bên trên á, thì đó được xem là căn cứ của nghĩa quân. Còn nơi đặt cơ quan đô hộ của nhà Đường thì ở cái phần chấm tròn màu đỏ ở phía dưới. Còn những cái ngôi sao màu xanh thì đó là biểu thị cho cái nơi nghĩa quân Mai Thúc Loan đã giành được thắng lợi. Còn những cái dấu gạch nói thì đó là biểu thị cho biên giới quốc gia ngày nay. Vậy thì các em kết hợp với sách giáo khoa cũng như là lược đồ, các em hãy tìm hiểu cho cô về diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Các em đã tìm hiểu được diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan chưa? Cô sẽ giới thiệu vài nét về cái diễn biến cuộc khởi nghĩa này cho các em nắm. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan được chính thức bùng nổ vào năm 722. Thì lúc này nghĩa quân đã nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan đã chọn vùng Sa Nam thuộc Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày nay để xây dựng căn cứ. Sau đó ông xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế, hay còn có nghĩa là Vua Đen,
và cho xây dựng thành Vạn An làm quốc đô. Mai Hắc Đế đã liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và cả nhân dân Lâm Ấp, Chân Lạc, kéo quân tấn công thành Tống Bình. Viên đô hộ Giao Châu lúc này là quan Sở Khách phải bỏ chạy về Trung Quốc. Nền độc lập tự chủ, dân tộc được duy trì trong gần một thập kỷ, từ năm 713 cho tới năm 722. Đến năm 722, thì lúc này nhà Đường đã cử Dương Tư Húc đem theo 10 vạn quân sang Đà Mát. Mai Hắc Đế đã bị thua trận, quân giặc điên cuồng tàn sát nghĩa quân và nhân dân. Mai Thúc Loan đã chết ở đó, kết thúc một cuộc khởi nghĩa khá tiêu biểu của nhân dân ta chống lại nhà Đường đầu thế kỷ thứ 8. Nhân dân quanh vùng thương nhớ và biết ơn Mai Hắc Đế nên đã lập đền thờ ông ở trên núi Vệ. Trong thung lũng Hùng Sơn vẫn còn đền thờ của Mai Hắc Đế. Đây là hình ảnh đền thờ của Mai Thúc Loan, hay còn gọi là Mai Hắc Đế, thuộc tỉnh Nghệ An ngày nay. Thì em nào mình quê ở Nghệ An hoặc là có dịp ra Nghệ An chơi thì các em thử ghé tham quan cái đền thờ Mai Thúc Loan. Thông qua nội dung vừa rồi, cô và các em đã tìm hiểu, các em hãy hoàn thành phần diễn biến, kết quả và ý nghĩa sau đây vào trong vở cho cô. Các em thấy rằng mặc dù cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan đã bị thất bại, nghĩa quân đã bị giặc tàn sát rất là dã man, tuy nhiên thì cuộc khởi nghĩa nó đã góp phần khẳng định được ý chí bất khuất của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, mặc dù lúc này là kẻ địch vẫn đang còn rất là mạnh. Tiếp theo là phần củng cố kiến thức. Thì để góp phần củng cố kiến thức cho các em thì cô có hai câu hỏi sau đây cho các em. Thứ nhất là các em hãy trình bày lại cho cô cái nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa là gì. Thứ hai là các em kết hợp với lược đồ trình bày lại cho cô cái diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Thì thông qua cái phần củng cố này sẽ giúp cho các em khắc sâu được cái kiến thức vào trong đầu của mình hơn. Cuối cùng là phần dặn dò. Thì các em cũng ở nhà nhớ chép bài đầy đủ vào trong vở cho cô. Đọc và tìm hiểu trước trong sách giáo khoa ở bài 24, nút châm 3 từ thế kỷ 2 cho tới thế kỷ 10 ở bài giảng. Ở tiết sau thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài 24, nút châm 3. Bài giảng đến đây là hết. Cô chúc các em học tập thật là tốt.